sau vụ việc kích động tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 với sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trên địa bàn, tất cả cả các đối tượng có liên quan đã phải đứng trước vành móng ngựa, lời thú tội của các đối tượng cộng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng hỗ trợ các lực lượng trong truy bắt các đối tượng của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn và bản chất của các thế lực phản động. Đồng thời khẳng định về sức mạnh vô song của tình gắn bó keo sơn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở Tây Nguyên. Giữa lúc đồng bào ta đang quặn đau trước những hy sinh và mất mát của cả người dân và các cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống thì các tổ chức phản động thông qua các phương tiện truyền thông, báo đài như BBC, Voa, RFA ra sức xuyên tạc, kích động thù hận, kỳ thị dân tộc rằng người thượng bị đàn áp, người Kinh chiếm đất người thượng. Chưa hết, gần đây Voa tiếng Việt lại tung ra luận điệu chuyên gia liên hợp quốc cáo buộc Việt Nam lạm dụng luật chống khủng bố với người thượng. Sau khi nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, đạo đức giả rằng, cảm thông với các nạn nhân của các vụ tấn công hồi tháng 6 năm 2023 thì voa lại vu cáo trắng trợn, vô căn cứ rằng 100 người này chủ yếu bị truy tố về tội khủng bố mơ hồ bởi phiên tòa lưu động mà họ cho rằng thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và không độc lập trước ảnh hưởng chính trị. Cần nói lại cho rõ rằng, vụ án có 100 bị cáo trong đó có 53 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố một bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, một bị cáo về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra có 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Vụ án xảy ra vào đêm mùng 10, dạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, gần 100 đối tượng người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm tấn công trụ sở xã EA Cơ Tu và xã EA Tiêu, huyện Cư Cù Đắk Lắk. Chúng giết chết 4 cán bộ công an xã, làm bị thương hai cán bộ công an xã khác. Mệnh lệnh của những kẻ cầm đầu cho các đối tượng thực hiện hành vi khủng bố là nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn, quả là man rợ như lũ sói điên cuồng. Kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng. Công tác điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử đã được thực hiện khách quan, công bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy căn cứ vào đâu để va tuôn ra luận điệu vu khống? quy chụp rằng thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và không độc lập trước ảnh hưởng chính trị. Điều đáng nói hơn, trong bài viết, lại một lần nữa và lại kêu oan chạy tội cho y quynh đáp một trong những kẻ cầm đầu vụ án khủng bố rằng án tù này phi lý và vô căn cứ vì ông ta chỉ là người thượng đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người bản địa đặc biệt đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa hãy thôi ngay trò thương vay khóc mướn kích động bao che cho những kẻ khủng bố và nhé người dân việt nam không còn lạ gì bộ mặt thật của va đâu nếu cứ tiếp tục chạy tội cổ suý cho kẻ cầm đầu y quynh đáp này thì va còn độc ác hơn nguy hiểm hơn kẻ khủng bố kia mọi người hãy cảnh giác trước những luận điệu kích động bẩn thỉu này của va